kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Tuyết Mai, người sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 10 phút tới đây cùng với các tin tức thời sự được cập nhật. Thưa quý vị, tại hội nghị tổng kết năm học với giáo dục đại học ở thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức chiều ngày 26 tháng 8, học phí đại học là vấn đề được nhiều trường đề cập. Nhìn chung, các trường đang theo xu hướng mở rộng quy mô đào tạo tuyển sinh, lấy nguồn thu học phí để hoạt động. Đó là phát triển theo hướng mở rộng chứ không phải đào sâu. Tuy nhiên, các trường sẽ rất khó khăn nếu không được tăng học phí, đặc biệt là các trường mới thực hiện tự chủ. Nhìn chung, các trường đang theo xu hướng mở rộng quy mô đào tạo tuyển sinh, lấy nguồn thu học phí để hoạt động. Đó là phát triển theo hướng mở rộng chứ không phải đào sâu. Tuy nhiên, các trường sẽ rất khó khăn nếu không được tăng học phí, đặc biệt là các trường mới thực hiện tự chủ đại học trong vài năm gần đây. Lộ trình tăng học phí đã được vạch ra theo Nghị định 81 năm 2021 của Chính phủ. Tuy nhiên, việc này bị hoãn nhiều lần để hỗ trợ người dân sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Năm nay, các trường đại học đã dự kiến mức học phí mới. Tuy nhiên, hồi cuối tháng 7, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì hoàn thiện dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81 về học phí công lập theo hướng không tăng học phí năm học 2023-2024. Nếu việc này được thông qua, các trường đã 4 năm liên tiếp không được tăng học phí. Theo kế hoạch, ngày 5 tháng 9, các trường học trên toàn tỉnh sẽ tổ chức khai giảng năm học mới. Hiện tại, các nhà trường đang tích cực chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cho năm học mới với quyết tâm đạt kết quả cao nhất. Trong tuần qua, các trường học đều huy động giáo viên có mặt đầy đủ để tổng vệ sinh, trang trí các khu vực sinh hoạt chung. Các cô giáo đều tự tay trang trí các phòng học theo các chủ đề năm học. Nhà trường cũng khẩn trương hoàn thành việc xây dựng sửa chữa một số công trình phụ trợ như làm mái tôn khu vực sinh hoạt chung, bổ sung thiết bị đồ dùng cho phòng ăn. Để đảm bảo công tác chăm sóc và giáo dục trẻ, trong dịp hè, các giáo viên đã tham gia đầy đủ các buổi tập huấn sinh hoạt chuyên môn do các cấp tổ chức. Tùy vào năng lực và sở trường của từng giáo viên, nhà trường đã bố trí giáo viên chủ nhiệm các nhóm trẻ khác nhau. Đối với một số hạng mục đang hoàn thiện, lãnh đạo trường thường xuyên nhắc nhở đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công. Qua khảo sát tại một số nhà vườn thương lái và các chợ tại thành phố Hưng Yên, hiện nay nhãn đang thu hoạch trà cuối vụ nên giá cao hơn khoảng từ 15 đến 20% so với những ngày trước đó. Theo đó, giá nhãn Hương Chi bán tại vườn là khoảng 35.000 đồng một kg. Tại các chợ như chợ Gạo, chợ Phú Hiến, chợ Hiến Nam là khoảng gần 40.000 đồng một kg. Còn đối với nhãn tiêu ngọt Trà Muộn bán tại vườn hoặc các chợ đều có giá trên 40.000 đồng một kg. Nếu nhãn lồng thì giá sẽ từ 70.000 đồng đến 100.000 đồng một kg. Nguyên nhân là đến thời điểm này, các nhà vườn tại thành phố Hưng Yên đã thu hoạch được khoảng 85% nhãn. Hiện chỉ còn các nhà vườn tại huyện Khoái Châu là còn nhãn, nhưng chủ yếu là nhãn miển thiết để làm long, còn lại nhãn tiêu ngọt cũng còn rất ít. Ngày 26 tháng 8, cầu Trần Hoàng Na bắc qua sông Cần Thơ dài gần 600 mét, vốn đầu tư gần 800 tỷ đồng được hợp long sau gần 3 năm thi công. Cầu Trần Hoàng Na được thiết kế dạng cầu vòm gồm 3 nhịp, kết cấu thép, bê tông, cốt thép, tự ứng lực. Cầu có chiều dài toàn tuyến 820 m, trong đó phần cầu chính dài gần 600 m, nhịp giữa dài 150 m, hai nhịp hai bên có cùng chiều dài 49 m. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 800 tỷ đồng từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA. Khởi công tháng 9 năm 2020, ban đầu dự kiến hoàn thành tháng 7 năm 2022 nhưng chậm tiến độ và được gia hạn đến cuối năm 2023. Khi cầu hoàn thành sẽ góp phần giải quyết hiệu quả việc kết nối giao thông đô thị giữa quốc lộ 1A và các tuyến đường trung tâm của thành phố Cần Thơ, giảm tải lưu lượng xe đi qua các tuyến đường chính của thành phố, góp phần giảm ách tắc giao thông vào giờ cao điểm. Trong 2 ngày hôm qua và hôm nay, Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hưng Yên đã tổ chức hội thao ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2023. Với gần 400 vận động viên là cán bộ, người lao động của 28 ngân hàng thi đấu 5 bộ môn thể thao là bóng đá, bóng bàn, bóng chuyền hơi nữ, cầu lông và tennis. Hội thao tạo sân chơi chung cho toàn thể cán bộ viên chức, người lao động nâng cao tinh thần thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, tạo sự gắn kết giữa các đơn vị, đồng thời cũng là dịp giới thiệu quảng bá hình ảnh, thương hiệu và nét đẹp văn hóa của các chi nhánh ngân hàng. Kết thúc hội thao, ban tổ chức đã trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia, trao 2 cúp vô địch và 183 bộ huy chương các thể loại thi đấu, đồng đội, đơn nam nữ và đôi nam nữ.
Chiều qua ngày 26 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang cho biết 5 trên 12 biệt thự sai phạm sẽ được tháo dỡ từ ngày 10 tháng 9, dự kiến trong tháng 9 sẽ hoàn thành. Tổng chi phí tháo dỡ chiều cao 5 biệt thự hết hơn 9,7 tỷ đồng đã được chính quyền thành phố Nha Trang bố trí. Dự án Ocean View Nha Trang do công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Thiên Nhân 2 xây từ năm 2009, gồm 69 lô biệt thự, mật độ xây dựng 40-60%, xây không quá 3 tầng. Tuy nhiên 15 căn đã xây sai quy hoạch, trong đó có công trình xây đến 8 tầng, mật độ xây dựng 100%. Sau khi phát hiện xây sai phép, từ cuối năm 2021, chính quyền Nha Trang yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ. Song đến nay, mới 3 công trình hoàn thành dỡ phần vi phạm. Vào hồi 14 giờ 30 phút ngày hôm qua 26 tháng 8 năm 2023, tại ao bơi thôn Cẩm Quan, xã Cẩm Xá, thị xã Mỹ Hào, xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến một học sinh thiệt mạng. Nạn nhân là một cháu bé sinh năm 2013, hiện đang tạm trú tại thôn Tiên Xá 2, xã Cẩm Xá. Thời điểm trên, cháu tắm ở ao cùng các bạn và bị đuối nước, được người dân phát hiện đưa đi sơ cứu nhưng cháu không qua khỏi. Vào tháng 8 năm 2022, tại ao bơi này cũng đã xảy ra vụ đuối nước làm một học sinh lớp 5 thiệt mạng. Khoảng 2 giờ 30 hôm nay, xe tải biển số 78K8692 do tài xế NKP điều khiển đi trên quốc lộ 51 hướng từ thành phố Vũng Tàu đến thành phố Biên Hòa. Khi tới địa phận xã Long An, huyện Long Thành, tài xế bất ngờ phát hiện lửa bốc lên từ bánh xe phía sau nên đã tấp xe vào lề đường. Ngay sau đó, tài xế dùng bình chữa cháy mini trên xe để dập lửa nhưng bất thành. Do trên xe chứa vật liệu dễ cháy là vỏ hạt điều nên ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ chiếc xe. Nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện Long Thành đã điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ và 2 xe chuyên dụng đến hiện trường dập lửa. Sau khoảng 1 giờ đồng hồ, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Bánh xe tải bị cháy khiến xe lật nghiêng, nhiều tấn vỏ hạt điều đổ ra đường. May mắn vụ cháy không gây thương vong về người. Lực lượng chức năng xác định nguyên nhân ban đầu có thể xuất phát từ sự cố bánh xe gây cháy. Chuyển sang phần tin quốc tế. Nhà sản xuất bia hàng đầu thế giới Heineken cho biết việc bán lại hoạt động của Heineken ở Nga đã hoàn tất vào ngày 25 tháng 8. Nhà sản xuất bia lớn thứ 2 thế giới chính thức rời khỏi Nga và có khả năng phải đối diện với khoản lỗ lên tới 300 triệu euro. Theo đó, vào ngày 25 tháng 8 vừa qua, nhà sản xuất bia tới từ Hà Lan đã bán lại hoạt động của họ cho tập đoàn Anes ở Nga với giá 1 euro tượng trưng. Thương vụ này nhận được tất cả sự phê duyệt cần thiết. Tuy nhiên, Heineken cũng phải đối diện với khoản lỗ lên tới 300 triệu euro. Thực tế, Heineken đã công bố ý định rời Nga vào tháng 3 năm 2022, sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Song hãng thừa nhận rằng đã mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Heineken có 7 nhà máy bia ở Nga và khoảng 1.800 nhân viên. Những nhân viên này sẽ được đảm bảo việc làm trong thời gian 3 năm tới. Tới nay, theo thống kê, gần 300 công ty đa quốc gia đã tạm ngừng hoặc rời khỏi Nga khi phương Tây áp các lệnh trừng phạt chưa từng có lên Moscow. Ngày 25 tháng 8, cảnh sát và hải quan Tây Ban Nha thông báo đã thu giữ gần 9,5 tấn cocaine từ Ecuador. Đây là vụ thu giữ ma túy lớn nhất trong lịch sử nước này. Nhà chức trách cho biết, vụ bắt giữ diễn ra hôm thứ Tư vừa qua tại cảng Algeciras ở phía nam Tây Ban Nha. Và đây là vụ vận chuyển cocaine được giấu kín lớn nhất tại nước này cho đến nay. Tổng cộng 9.436 kg được giấu trong các hộp chuối đựng trong container đông lạnh. Tổ chức chịu trách nhiệm về lô hàng được cho là có thể đã gửi 40 container mỗi tháng tới châu Âu và có mạng lưới thương mại rộng lớn để vận chuyển container từ Ecuador tới Tây Ban Nha, cũng như sử dụng cảng Vigo ở phía tây bắc nước này. Tổ chức nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ ISRO cho biết Ấn Độ đang chuẩn bị phóng vệ tinh nghiên cứu bầu khí quyển của mặt trời, các cơn bão từ của mặt trời và tác động của nó đối với môi trường xung quanh trái đất. Theo ISRO, sứ mệnh này gồm một vệ tinh có khối lượng 400 kg, mang theo thiết bị tự hành và dự kiến sẽ được phóng lên quỹ đạo ở tầm thấp, cách trái đất khoảng 800 km. Được đánh giá là sứ mệnh phức tạp nhất từ trước đến nay của ISRO, sứ mệnh mang tên Ariya-L1 dự kiến sẽ được khởi động vào tuần đầu tiên của tháng 9 tới đây. Ariya-L1 sẽ mang theo 7 thiết bị để nghiên cứu bầu khí quyển của mặt trời, các cơn bão từ của mặt trời và tác động của nó đối với môi trường xung quanh trái đất. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.